Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hoàng Kiến Con. Thì sau vài ngày cập nhật lên phiên bản iOS 17.5 Beta 1 trên chiếc iPhone 15 Pro của mình, thì mình có một số chia sẻ cho các bạn về cái quá trình sử dụng máy cũng như về cái hiệu năng và thời lượng pin. Thì sau vài ngày cập nhật lên phiên bản iOS 17.5 Beta này trên chiếc 15 Pro này của mình ý, thì mình sử dụng mình thấy thì nó cũng không có quá nhiều lỗi. Thì ngoài những cái lỗi mặc định mà khi cập nhật lên về thông báo thời lượng pin rồi là cái lỗi phông ý, thì nó không có gì mới cả. Và một số bạn chia sẻ với mình là về cái lỗi khi mà các bạn lỗi bàn phím, các bạn cập nhật lên phiên bản iOS 17.5 này thì có lỗi bàn phím, nhưng quá trình sử dụng của mình thì mình thấy trên con máy của mình thì nó không có lỗi. Đây, các bạn có thể thấy khi mình nhập liệu thì không có lỗi xảy ra trên lỗi bàn phím này. Thì một số bạn chia sẻ cái lỗi này ấy, thì mình nghĩ là cái lỗi này là do một số máy nó có thôi, chứ thực ra nó không phải là nhiều. Và khi trong quá trình sử dụng thì mình phát hiện thêm một cái lỗi thứ hai nữa. Cái lỗi này khi các bạn sử dụng và cụ thể trên máy của mình là cái lỗi phần cảm ứng, khi mà nó không được nhạy. Đôi khi mình sử dụng ấy, có một số lúc khi mình nhấp vào cái biểu tượng icon này, hoặc là khi mình nhấp thao tác vào cái video này, hoặc là một số cái biểu tượng khi mình muốn gửi tin nhắn ấy, thì nó đôi khi nó bị nang, mình phải nhấp 1 đến 2 thậm chí 3 lần. Mình có cảm giác như là mình nhấp chưa vào màn hình, nhưng thực ra là mình đã nhấp vào màn hình rồi, thì khi lúc đấy nó mới đáp ứng cái cảm ứng của mình. Thì đây cũng có thể là một cái số lỗi nho nhỏ mà chúng ta ít khi để ý đến. Ngoài ra trong quá trình sử dụng thì mình thấy cái hiệu năng của máy thì nó không giảm sút quá nhiều so với phiên bản trước, nó đáp ứng đầy đủ các nhu cầu sử dụng của mình. Về sạc cũng như là sử dụng một số ứng dụng nặng ấy, thì mình thấy khi máy cắm sạc nó chỉ nóng lên thôi, nó nóng ấm lên thôi chứ không nóng quá nhiều. Và cũng như sử dụng một số ứng dụng thì mình thấy máy là hoàn toàn mát, không quá nóng để chúng ta gây khó chịu khi sử dụng máy, nhất là khi chúng ta sử dụng các tác vụ nặng thì máy nó chỉ ấm lên thôi. Về hiệu năng khi mình test lại trên con máy iPhone 15 Pro của mình bằng điểm GenMax thì điểm đơn nhân là 2853 và điểm đa nhân là 7087. Thì cái điểm đơn nhân và đa nhân này thì nó cũng không thua kém gì so với phiên bản trước đó là phiên bản 17.4.1. Về thời lượng sử dụng pin, một số bạn có chia sẻ trên một số diễn đàn thì có nói vui là khi cập nhật lên cái phiên bản iOS 17.5 Beta 1 này ấy, thì nó ngày sạc pin 2 đến 3 lần. Thì đấy là mình nghĩ đấy là cũng là cái chia sẻ vui thôi, chứ thực ra là khi cập nhật lên thì không đến nỗi ngày sạc 2 đến 3 lần trên một chiếc máy cả, trừ khi cái máy đó nó có cái pin nó bị chai quá nhiều. Thì đây là quá trình sử dụng pin của mình. Ngày hôm nay mình sử dụng từ 100% và đến bây giờ là 7:35, còn 19%, thì cái thời lượng sử dụng pin trên màn hình của mình là 5:53. Hôm thứ năm mình sử dụng tuần trước là mình sử dụng được 6:48, còn thứ bảy chủ nhật thứ hai thì mình nghỉ, mình không sử dụng nhiều, và đến cả ngày thứ hai nữa mình sạc nối từ thứ chủ nhật sang thứ hai nên mình không tính hai ngày này. Nhưng đánh giá chung của mình thì cái thời lượng pin trên chiếc iPhone 15 Pro của mình khi cập nhật lên phiên bản iOS 17.5 Beta 1 này nó không yếu, nó chỉ kém một chút so với phiên bản 17.4.1 thôi. Nhưng các bạn cứ yên tâm, khi quá trình sử dụng, khi máy hiểu được cái thói quen của bạn ấy, thì nó sẽ tối ưu hóa được cái thời lượng pin cho các bạn sử dụng để được lâu hơn. Về quá trình sử dụng máy của mình thì chủ yếu là mình dùng 4G, rất ít khi mình sử dụng Wi-Fi, chỉ khi trên cơ quan thì đi làm mình mới dùng Wi-Fi thôi. Mà cái thời gian ở trên cơ quan đi làm ấy, thì mình không có nhiều thời gian để sử dụng đến điện thoại, cho nên mình đánh giá cái thời lượng pin này nó cũng là tương đối tốt. Một vài ngày nữa thôi Apple sẽ tung ra bản cập nhật iOS 17.5 Beta 1, các bạn cũng có thể cập nhật lên, và các bạn cũng có thể đợi để cập nhật phiên bản iOS 17 Public Beta. Thì ở cái phiên bản 17 Public Beta ấy, chắc chắn là nó sẽ được chỉnh sửa cũng như là độ hoàn thiện nó tốt hơn so với phiên bản Beta trước đó, vì phiên bản Public là phiên bản gần nhất với phiên bản thực tế chúng ta sử dụng.
Tháng 9 này, Apple sẽ ra mắt iPhone 16 và cập nhật phiên bản OS 18 đối với các dòng iPhone của mình. Thì ở phiên bản OS 18 này, mình nghĩ Apple sẽ tập trung vào AI để làm đối trọng với Samsung, khi mà S24 của Samsung đã tập trung rất nhiều vào các tính năng AI để nâng cái tầm trải nghiệm của người dùng. Thì mình nghĩ Apple cũng không thể bỏ qua cái AI trên chiếc iPhone mới của mình cũng như là trên OS 18. OS 18 có thể hỗ trợ AI trên các dòng, mình nghĩ là từ 14 Pro trở lên. Đối với những dòng dưới thì chip xử lý nó kém, cho nên là mình nghĩ là Apple sẽ không hỗ trợ cái AI ở các dòng thấp hơn. Đây cũng là một cái chiêu marketing, khi mà cái AI được Apple hỗ trợ trên các dòng cao thì người dùng muốn trải nghiệm thì phải nâng đời để mua các iPhone mới ra của họ. Ngoài ra, iOS 18 cũng sẽ hỗ trợ người dùng chúng ta thay đổi giao diện trên màn hình chính khi mà chúng ta kéo thả các icon. Ở đây các bạn kéo xuống đây thì các bạn thả ra thì nó vẫn ở đây. Nhưng mà đối với hiện tại bây giờ, khi chúng ta kéo ra nó vẫn chạy về vị trí cũ. Cái thao tác kéo thả để thay đổi giao diện này cũng như sắp xếp cái icon ở trên smartphone, cụ thể là trên Android nó đã có từ rất lâu rồi, nhưng trên Apple thì họ đến hiện tại bây giờ họ vẫn chưa đưa vào để sử dụng. Với iOS 18 tới đây, mình nghĩ Apple sẽ có thay đổi rất nhiều về giao diện người dùng. Thì Apple cũng phải làm cái việc này thôi. Vì trong thế giới Android, từ trước đến nay họ luôn đi trước Apple về các tính năng. Thì Apple chỉ là người đi sau và hoàn thiện nó tốt hơn. Còn bây giờ thì khi mà các tính năng của thế giới Android nó đang ngày càng hoàn thiện và trau chuốt đến người dùng, thì mình nghĩ là Apple cũng sẽ có nhiều thay đổi để đáp ứng cái nhu cầu sử dụng của người dùng. Trên đây là một số chia sẻ của mình về iOS 17.5 beta trên chiếc iPhone của mình, cũng như là một số chia sẻ và mong muốn rằng Apple sẽ cập nhật trên phiên bản iOS 18 những cái mới mẻ để cho iOS trở nên ngày càng sinh động hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.